Hà Thương xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc idol K-pop tháng 2 năm 2021. Thêm một câu chuyện thú vị chứng minh ông hoàng K-pop GD Big Bang nổi tiếng là người hào phóng với bạn bè đồng đội. Lộ diện pic của Lisa ở thanh xuân có bạn ba. Vừa phát hành phiên bản mới của album B, BTS liền dinh cú đúp thành tích tại Hàn và Nhật. Twice nhận nút kim cương của YouTube. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc idol K-pop tháng 2 năm 2021. Hôm nay ngày 20 tháng 2, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố kết quả mới nhất bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành riêng cho các nhóm nhạc idol K-pop. Tháng 2 năm 2021 không có nhiều sự thay đổi ở các thứ hạng cao nhất, tuy nhiên hầu hết các nhóm nhạc đều bị giảm điểm giá trị thương hiệu. Ngoài ra thì nhiều nhóm nhạc nữ K-pop có sự thụt lùi so với tháng 1, trong khi các nhóm nhạc nam lại thăng hạng. Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu của các nhóm nhạc idol K-pop. Tất cả những mẫu dữ liệu này được các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc phân tích dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như tần suất tham gia, mức độ phủ sóng truyền thông, khả năng tương tác và chỉ số cộng đồng. Và đứng đầu tiên là BTS. Trong tháng 2 năm 2021, ngôi vị dẫn đầu không có sự thay đổi khi mà BTS vẫn là nhóm nhạc được xướng tên, với điểm giá trị thương hiệu là 12.665.136 điểm. So với tháng trước, điểm số của nhóm đã giảm khoảng 19,15%. Những cụm từ nổi bật các từ khóa liên quan đến BTS bao gồm fandom, DNA và ARMY. Trong đó, những thuật ngữ liên quan được tìm kiếm nhiều nhất là vượt trội, phát hành và đóng góp. BTS mang về cho mình đến 84,77% tỷ lệ điểm tích cực. Ngôi vị Á quân thuộc về Blackpink. Blackpink tiếp tục trụ vững ngôi vị Á quân với mức điểm giá trị thương hiệu là 9.603.520 điểm. So với tháng trước thì điểm giá trị thương hiệu của nhóm đã giảm 19,06%. Hạng 3 là NCT. NCT xuất sắc tăng 3 hạng để chốt top 3 tháng này. Tháng 2 năm 2021, điểm giá trị thương hiệu của nhóm nhạc nam nhà SM là 5.878.851 điểm, tăng nhẹ 0,54% so với tháng trước. Hạng 4 là Seventeen. Seventeen cũng có bước thăng hạng nhờ vào số điểm giá trị thương hiệu là 5.764.813 điểm. Điểm tháng này của nhóm tăng khoảng 3,76% so với tháng trước, giúp nhóm tăng đến 3 bậc để xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng tháng 2 năm 2021. Hạng 5 là Ice One. Ice One tiếp tục trụ lại top 5 của bảng xếp hạng này. Nhóm nhận cho mình mức điểm giá trị thương hiệu là 4.975.851 điểm. So với tháng 1 năm 2021 thì điểm của nhóm giảm đi đến 44,57%. Tuy nhiên rất may là nhóm vẫn không hề bị sụt giảm thứ hạng. Và tiếp theo trong top 10, đứng thứ 6 là GFriend, thứ 7 G-Idol, thứ 8 Twice, thứ 9 Mamamoo và thứ 10 là EXO. Một câu chuyện thú vị chứng minh ông hoàng K-pop GD của Big Bang nổi tiếng là người hào phóng với bạn bè và đồng đội. Với sự nghiệp thành công vang dội cùng Big Bang, G-Dragon là một trong những đại gia hàng đầu của K-pop. Nhà đẹp, xe sang, chiếc thẻ đen quyền lực, hàng hiệu rát từ đầu đến chân là những điều mà công chúng biết đến về trưởng nhóm Big Bang. Thế nhưng hào phóng với đồng đội trong quân ngũ là điều mà chưa nhiều người biết tới về G-Dragon. Nhiều câu chuyện về sự hào phóng của G-Dragon đã được lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Được biết, trong thời gian nhập ngũ, những đồng đội thân thiết của anh không bao giờ phải tiêu tiền ở cửa hàng tiện lợi bởi vì trưởng nhóm Big Bang đã để lại thẻ tín dụng của mình ở đó để đồng đội có thể tiêu bất cứ khi nào họ muốn. Và tất nhiên, với đẳng cấp của GD, đây là một tấm thẻ đen quẹt không giới hạn. Một câu chuyện khác được kể từ bạn gái đồng đội của G-Dragon đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Anh chàng đồng đội này đã ở cùng sư đoàn với G-Dragon và tại đây, thậm chí nam idol còn để lại thẻ cho đồng đội vào những ngày nghỉ. Đồng đội của G-Dragon sẽ quẹt thẻ của anh để thanh toán trong cửa hàng và vào chơi tại các quán cà phê internet. Mặc dù những câu chuyện trên chỉ là truyền miệng và không có bằng chứng xác thực, nhưng dân mạng đều tin tưởng 99% vì xưa nay chàng thủ lĩnh của Big Bang luôn có cách đối xử tương tự với bạn bè. Cư dân mạng không khỏi suýt xoa trước độ hào phóng của G-Dragon với đồng đội thân thiết, chỉ ước mong được nhập ngũ cùng với nam idol.
Quả nhiên, trưởng nhóm Big Bang chính là người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền như trong truyền thuyết. Theo nguồn tin, G-Dragon sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 40 triệu đô la, tương đương khoảng 920 tỷ đồng. Chính vì vậy anh rất hào phóng với những người thân thiết. Lộ diện pick của Lisa ở Thanh Xuân có bạn 3. Sau thành công vang dội của Thanh Xuân có bạn 2, Lisa tiếp tục được nhà sản xuất tin tưởng chọn mặt gửi vàng vị trí cố vấn vũ đạo mùa 3 của chương trình này. Cô nàng vẫn duy trì phong độ của mình từ mùa trước khi cứ lên sóng là làm khuynh đảo truyền thông, không ngừng lọt vào hot search và top trending. Bên cạnh những phần trình diễn vô cùng hấp dẫn, thì phản ứng reaction của Lạp Lão Sư đối với các trainee cũng được chú ý không kém. Dù chỉ mới lên sóng nhưng Lisa dường như đã có pick của mình từ lâu. Anh chàng vừa xuất hiện đã khiến phong thái nghiêm nghị của Lạp Lão Sư bay biến đi đâu hết, lại còn dành tặng không ít lời khen ngợi và động viên. Cụ thể, trong phần trình diễn Uranus của thực tập sinh Tony, anh chàng đã có một màn ending ấn tượng với nụ cười nửa miệng đầy lôi cuốn, khiến Lạp Lão Sư dù đang ở cương vị người đánh giá cũng mất đi sự nghiêm nghị. Cư dân mạng cực kỳ thích thú trước biểu lộ cảm xúc gọi tên anh chàng theo cách hết sức thú vị của Lisa. Bên cạnh đó thì lời nhận xét của Lisa dành cho Tony cũng chỉ là toàn lời khen. Thực ra thì tôi đã thấy bạn ở một chương trình khác rồi. Hẳn là bạn đã chăm chỉ lắm nên những kỹ năng được cải thiện rất nhiều. Tôi rất vui khi gặp lại bạn và thấy được sự chăm chỉ của bạn để hoàn thành tốt nhất màn trình diễn thế này. Thực sự là rất mừng cho bạn. Hóa ra cô nàng đã theo dõi Tony từ chương trình Produce X101 cách đây tận 2 năm trước. Thời điểm đó, Tony đã là một thực tập sinh giàu tiềm năng. Anh chàng được các huấn luyện viên Hàn Quốc xếp vào hạng A, mức đánh giá năng lực cao nhất của chương trình, đồng thời còn lọt vào đêm chung kết năm đó, nhưng không may mắn có được cơ hội debut. Sau 2 năm, Tony không chỉ duy trì được phong độ, tiếp tục được xếp hạng A ở Thanh Xuân có bạn 3. Hơn nữa, anh chàng còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt được chính Lisa công nhận. Xem ra Tony sẽ là một cái tên đáng được chú ý trên chặng đường đua sắp tới của Thanh Xuân có bạn 3. Vừa phát hành phiên bản mới của album B, BTS liền dinh cú đúp thành tích tại Hàn lẫn Nhật. Và không lâu sau khi phát hành, phiên bản mới của album B của BTS lập cú đúp thành tích tại Hàn lẫn Nhật, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nhóm. Theo đó, phiên bản mới của album B lập cú đúp thành tích tại Hàn lẫn Nhật chủ yếu liên quan đến mảng doanh thu. Đầu tiên là tại Hàn Quốc, album B đã tẩu tán được hơn 500.000 bản album chỉ trong 5 giờ. Điều này giúp BTS bỏ túi thành tích album bán chạy nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc vào năm 2021. Còn ở thị trường Nhật Bản, album B của BTS đã quay trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng album hàng ngày của Oricon, trang âm nhạc uy tín hàng đầu xứ sở Hoa Anh Đào. Điều này ghi nhận mức doanh thu của album ở đất nước này được ước tính là 92.111. Điều đáng nói là album lần này của BTS dù không có thêm bất kỳ bài hát nào được thêm vào nhưng vẫn bán được chạy ầm ầm. Việc phiên bản mới của album B của BTS lập cú đúp thành tích tại Hàn lẫn Nhật không lâu sau khi phát hành chứng minh vị thế của boy group nhà Big Hit không hề nhỏ ở cả hai thị trường này. Xin chúc mừng thành tích mới của BTS. TWICE nhận nút kim cương YouTube của hiếm ở K-pop. Mới đây, TWICE và người hâm mộ đã vui mừng chào đón một thành tích mới. Kênh YouTube của các cô gái nhà JYP đã cán mốc 10 triệu người theo dõi. Như vậy, trong thời gian sắp tới, nhóm sẽ chính thức được nhận nút kim cương của hiếm trong K-pop. Trước đó chỉ có duy nhất 3 nhóm nhạc là Big Bang, Blackpink và BTS đạt được thành tích này. Có thể thấy rằng TWICE vẫn là một gương mặt nổi trội của K-pop, sở hữu thành tích thuộc hàng top khiến bao nhóm nhạc khác phải ngưỡng mộ. Trên đây là những tin tức tổng hợp nổi bật trong ngày của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có ý kiến đóng góp, hãy để lại thông qua phần bình luận bên dưới video nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật liên tục những tin tức nóng hổi có trong ngày đến từ KNews 24 giờ nhé.